Xin kính chào quý vị. Có một thú vui mà tôi biết rằng có rất nhiều người yêu thích, đó là chơi cây cảnh. Chúng ta còn gọi là bonsai. Đó là một từ ở trong tiếng Nhật, còn tiếng Việt thì có thể gọi là chơi các chậu cây. Những năm gần đây thì có rất nhiều những cái hình thức khác nhau của chơi cây cảnh xuất hiện. Ví dụ như là chơi những cây cảnh khổng lồ, chơi những cây cảnh tí hon. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một cách chơi cây cảnh cũng rất là đặc biệt và sẽ qua một nhân vật cũng rất thú vị. Đây chính là cái cây si mang tôi đến với TikTok. Tôi đã nhổ cách đây khoảng hơn 2 năm. Và đây chính là hình ảnh hiện tại nó. Tôi ngồi tôi uốn cây si từ khi cây non bé tí. Nhưng giờ anh em thấy chi không? Bạn si hôm nay đã lớn, giống như biết bao tác phẩm của tôi hiện bây giờ. Cây này. Vốn là người yêu màu xanh lá và thích chăm sóc cây, anh Nguyễn Mạnh Huy ở Hà Nội đã nghĩ ra cách sưu tầm bonsai bằng việc nhổ cây mọc dại bên đường về chăm sóc. Bộ sưu tập cây bonsai có 102 của anh khiến người xem thích mắt, trầm trồ và dành lời khen ngợi vì tính mới lạ, độc đáo. Truyền cho em ý một ít khinh công của em bay qua khỏi đây. Sau khi đăng tải nội dung này lên kênh TikTok cá nhân Phiêu Du Bonsai, anh chàng nhận về vô số lời khen ngợi cùng hàng ngàn lượt yêu thích, bình luận. Hiện nay kênh của anh có trên 9 triệu lượt thích và 460.000 lượt theo dõi, góp phần lan tỏa tình yêu thiên nhiên, cây cỏ đến với rất nhiều bạn trẻ. Cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi. Đẹp thật. Em cảm ơn bác nhá. Rất là thú vị đúng không ạ? Đây là Huy Phiêu Du Bonsai đang cùng chia sẻ với chương trình Món Quà Hôm Nay. Và mọi người đã được bật mí rằng là bạn chơi cây cảnh theo một cách rất riêng, đó là chơi những cây mà hoa cây dại ở bên đường và bạn mang về rồi bạn trồng chăm sóc trở thành một cái cây cảnh bonsai đúng không ạ? Đúng rồi. Bạn đã bắt đầu cái thú chơi này như thế nào? Em đã bắt đầu cái việc, thực ra em chơi cây cũng lâu rồi, nhưng mà cái trào lưu mà nhổ cây ấy, thì là em bắt đầu từ năm 2020 khi mà đợt dịch Covid-19 ấy. Thì em đi ra ngoài đường thì em nhổ một cái cây về em trồng thử cho nó vui mà. Có vẻ như là cái cây này phải không? Bạn đúng đang chỉ nó. Chính là cái cây này đấy. Mọi người sẽ xem nhá. Cây này trông giống như là cây si đúng không? Tức là cây này bạn đã nhổ từ năm 2020 và sau 22 năm thì nó đã thành như thế này. Lúc bạn nhổ về thì nó to bằng chừng nào? Nó chỉ to bằng như này thôi. Một cái cành thẳng đuột luôn. Đây là phải có một quá trình nắn tạo nào thì mới ra được như này đúng không? Chứ không phải là tự nhiên cứ trồng về là được như thế đâu. Em gọi đó là huấn luyện, giống như một chú chó ấy ạ. Vâng, chúng ta sẽ cùng xem một cái video sau đây để xem là chúng tôi sẽ bật mí điều gì qua video này. Đối với cả những ai vẫn còn ngờ ngỡ ấy, thì đây chính là củ của cỏ ba lá, hoặc là một số nơi vẫn gọi là cây chua me đất hoặc là cây me đất. Còn tại sao lại gọi là me đất hoặc là chua me đất ấy, thì các bạn cứ thử bứt một cái lá của nó có cả cuống nhá, rồi thì đưa lên miệng mà cắn thử, chua lắm. Thật ra ấy, thì cái cây này nó mọc ở khắp tất cả mọi nơi luôn. Thế nhưng mà để đào những cái củ to như này ấy, thì hiếm lấy. Thời đại bây giờ ấy, cái cây gì có thể làm cảnh được, miễn là nó đẹp. Chính những thứ nhỏ bé đơn giản mà chúng ta gặp hàng ngày này, khi mà chúng được đặt đúng chỗ ấy, thì chúng nó sẽ phát huy được cái cảm xúc. Nói chính xác hơn là chúng nó khơi nguồn được cảm xúc của chủ nhân. Đúng rồi, chính xác là em nó chỉ là cái đám cỏ ở ven đường thôi, nhưng là một đám cỏ cổ thụ và em nó đã trổ hoa rồi đây này. Vâng, đây là một cái video về một cây cỏ ba lá đúng không? Đúng ạ. Và bây giờ sẽ là lúc chúng ta sẽ mở món quà đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Món quà bạn mang đến. Vâng. Đây ạ. Wow, cái gì vậy? Cái gì đây hả Huy? Em cũng không biết. Không, bạn phải giới thiệu đi, bạn là người mang đến mà. Đây là một cái cây cỏ ba lá, nhưng mà cây cỏ ba lá nó cũng sống rất là lâu rồi. Vâng. Em đào được cái củ to này mà em thấy thích thú quá mà em trồng một cái chậu xinh xinh như này. Thì tự nhiên nó lại thành, nó có một cái danh phận mới. Chúng ta vừa xem video về cây cỏ ba lá thì đây chính là cái cây mà đã xuất hiện ở trong cái video đó đúng không? Quý vị đang được tận mắt để nhìn thấy cây này. Món quà đầu tiên mà Huy mang đến chương trình đó chính là cây cỏ ba lá này. Bình thường chúng ta thấy nó mọc ven đường và nhìn cứ nghĩ là cỏ ba lá bình thường thôi, nhưng bây giờ trông nó rất là đặc biệt và lại còn có cả hoa nữa. Hoa này để được bao nhiêu lâu hả Huy? Em thấy nó nở khoảng nửa tháng rồi nhưng mà nó vẫn cứ lên hết đợt hoa này đợt hoa kia. Bạn này hôm nay trông có vẻ hơi buồn hay sao ấy? Em nó ngủ rồi ạ. Giống như con người đúng không? Vâng. Ngủ sớm thế, bây giờ mới có 6:30, gần 7 giờ thôi. Thế thì em rồi. Nó mới lở lâu thế. Chắc là cho ăn sớm nhưng nó ngủ sớm đúng không? Đúng rồi. Vâng, rất là thú vị. Đây là cỏ ba lá, còn đây là cây si, tức là những cái cây dại ở ven đường được Huy mang về để trồng. Vâng. Có một giai đoạn thì chúng tôi ở văn phòng ấy cũng trồng củ khoai này, củ khoai tây, khoai lang, rồi hành tây, rồi kể cả quả bơ nữa. Trào lưu trồng cây từ hạt. Còn có những cây gì nữa mà bạn có thể kể đến đây mà chúng ta có thể trồng từ hạt nữa? Trồng từ hạt thì có thể là táo.
Táo, ok. Cái cái gì đấy nhỉ? Đây chúng ta đang xem ở trên màn hình. Em trồng một cây bằng từ quả quả nhót rồi đấy. Và nó cũng quả nhót. Cũng dễ thương nhỉ, thì có nghĩa là tất cả các loại hạt mà mọc lên thành cây thì đều có thể trồng thế được, vâng, đúng không? Vâng, đúng ạ. Rất là thú vị. À, rồi có một cái trào lưu nữa mà bạn cũng vừa nói đến hay là ở trong cái video lúc nãy chúng ta nói đến, đấy là nhổ cây. Vâng. Đúng không ạ? À, bạn có thể chia sẻ một chút về cái việc nhổ cây như thế nào không? Nhổ cây thì em chia sẻ cái câu chuyện của em là cách đây khoảng hơn gần 3 năm thì em đi mua bánh mì thì em có thấy cái cây, cái chính là cái cây này này. Ở ngoài đường nó mọc dãi như thế, thì em đợt đấy không có gì làm mà em nhổ đây này, em trồng thử thì biết đâu đến bây giờ nó lại được như này. Em cũng rất là tâm đắc nó đấy. Có vẻ như từ một sự tình cờ đúng không? Đúng rồi, tình cờ mang đến một sự bất ngờ. Nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ phải dần dần tích lũy những kinh nghiệm và cách thức để làm sao để có thể trồng được một cây như thế này, đúng không? Cây này tôi có thể cho bạn có thể biết là bán bao nhiêu tiền? Cây này thì nó không có giá đâu, bởi vì là nó gắn liền với nhiều kỷ niệm của em lắm. Thế còn cây này? Cây này á? thương mại mà, cái này là thương mại đúng cây không? Cây này em có thể tặng chị. Không, nhưng mà ý là một cây như này trên thị trường nếu mà chúng ta như này thì bao nhiêu tiền, khán giả rất là tò mò đấy. Chắc là khoảng 500-600 nghìn gì đấy. 500-600 nghìn thì cây này. Wow, cũng có giá trị đấy chứ. Tặng mùng 8 tháng 3 cũng được đấy. Vâng, bạn phải là người đầu tiên nhổ cây về trồng không? Không ạ. Thực ra là em chỉ là người đưa cái nội dung này lên trên mạng xã hội thôi. Còn đâu là cái việc nhổ cây này có rất là nhiều người làm và gần như là nó thành một cái trào lưu ấy. Nhưng mà cái việc nhổ cây đó nó cũng rất là thú vị mà. Khi mà mình đưa nó đúng vào cái vị trí của nó thì nó sẽ tỏa sáng và phát huy cái giá trị, ý nghĩa của nó. Và chúng ta sẽ cùng xem một clip sau đây của chúng tôi nơi mà nhổ cây. Rồi, đây là những cái cây mà tôi đang xem hình. Vâng, đây rồi. Những cái loại cây đều có thể là mang về để trồng được đúng không? Thành cây bonsai. Đây là cây gì vậy? Đây là cây si. Thường thì cây si mọc rất là nhiều ở ngoài đường. Thì em đã nhổ được đa số là cây si, cây xanh hay là cây đa. Tức là về cơ bản thì những cái cây mà ở ngoài đường mà không thuộc sở hữu của ai và mọc dại chúng ta đều có thể nhổ về trở thành bonsai được đúng không? Đúng rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái trào lưu mà Huy vừa nói đến, đó là trào lưu nhổ cây nó đã như thế nào ở trên mạng xã hội. Hello anh em, mình đang lang thang ngoài đường để tìm cây anh em ạ. Đang cầm một cái kéo này thôi, đang đi lông nhông ngoài đường xem có cây phôi nào đẹp không anh em ạ. Thôi xong rồi, mình lại gặp một cái cây mà mình rất thích luôn ý. Các bạn biết cây gì không? Giới thiệu với cả nhà, đây là cây bồ đề nhé. Xem TikTok của anh Phiêu Du Bonsai, xong cũng bắt trước ra đường nhổ cây về trồng. Hôm nay đang cao hứng thì lại bắt gặp một em xanh này. Thế là tôi quyết đưa em nó về tắm gội sạch sẽ. Ngày hôm nay tôi cũng đi kiếm được một cái cây nằm ở bên bờ tường nè, để đem về làm clip cho các bạn coi nha. Cây này không phải là xanh si đa đề đâu nha, đó là cây linden, còn gọi là dâm bụt đài loan. Hướng dẫn các bạn làm một cây mini trong vòng 1 tháng. Đầu tiên các bạn chạy đi kiếm một cây túc mọc ở vách tường, nhổ về bốc đất trồng vào cốc. Sau 5 ngày thì dùng dây nhôm uốn theo mong muốn, chăm sóc 1 tháng thì gỡ dây ra là các bạn có một cây siêu mini chơi rồi. Có rất là nhiều người đã làm giống như thế đúng không? Dạ vâng. Chúng ta sẽ cùng mở món quà số 2 nhé. Đây cũng là một món quà mà Huy mang đến. Xin mời Huy. Dạ vâng. Bạn còn nhớ đó là cái gì không? Đây là một số 2 rất đặc biệt. Số 2 là hôm nay là ngày mùng 2. Em ý muốn nói là cái việc trào lưu nhổ cây này ý, nó cũng sẽ có hai mặt. Một mặt tốt và một mặt xấu. Mặt tốt thì như em đã nói rồi đấy. Nhưng mà cái mặt xấu ấy cũng rất là cần phải đáng quan tâm. Là việc là nhổ cây này như thế này ấy, chỉ là không được nhổ cây ở những cái nơi công cộng hoặc là những cái cây mà thuộc quyền sở hữu của ai, phải xin phép họ. Nhưng không thì cái trào lưu tốt như thế này cũng sẽ bị phá hỏng bởi những cái hành động mà không đúng như thế. Tức là chúng ta cũng không cổ suý cho việc nhổ cây đúng không? Nhiều người sẽ lạm dụng nó và có thể là nhổ lung tung rồi vi phạm vào luật bảo vệ cây xanh rồi vào sở hữu của những người khác nữa đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta phải nhắc mọi người là nên nhổ những cây ở đâu hay như thế nào thì được? Những cái cây mà không sở thuộc quyền sở hữu của ai ấy, nó nhỏ bờ rào. Bờ rào này hay là những cái chỗ như kiểu là dưới hồ ấy, nhưng không cực thuộc quyền sở hữu của ai cả. Đã bao giờ bạn bị nhổ một cái cây mà vi phạm mà cùng ai đó chưa, mình bị nhầm chưa? Chưa đó. Chưa. Nếu mà như thế thì bảo vệ ra ngay. Có một câu chuyện gì mà hay trong quá trình đi nhổ cây không? Có chứ. Em có một cái câu chuyện khá vui như này là em thấy một cái cây si mọc ở dưới bờ sông Tô Lịch ấy. Sông Tô Lịch rất là thối đúng không ạ? em nhìn thấy cái cây thỉnh thoảng tôi phải luôn luôn nó đẹp quá, thế là em mới đi xuống đấy thì
thì cái chỗ đấy nó cũng khá là khó trèo xuống. Thì em phải đi mua một đôi ủng để cho nó cái nước sông nó không vào chân. Nhưng mà leo xuống rồi mà em bị ngã mấy lần mà bị thụt xuống và rất là khó khăn, mà em mang hết cả dụng cụ rồi nhưng không thể lấy lên được vì cây nó quá to. Bây giờ thì nó đang ở đâu? Bây giờ nó vẫn ở chỗ đấy thôi. Nhưng mà em tiếc quá mà em uốn nó trực nhưng mà cũng chưa thuộc quyền sở hữu của bạn đâu. Đúng rồi. Em có dành... thể một ai đó sẽ đến lấy đấy. Vâng, em sẽ dành cho những ai mà thực sự là lấy được nó thì nó người đấy sẽ có duyên. Rồi, đấy. Thế còn một yếu tố nữa là khi mà chúng ta mang cây về mà chúng ta không chăm sóc cho nó tử tế thì có lẽ là cũng không nên. Đúng rồi, nó cũng là thuộc cái vế thứ hai của cái việc nhổ cây này. Khi mà nhổ cây về chúng ta phải đảm bảo được cuộc sống cho nó tốt hơn, chứ không phải là mang về rồi là nằm cho nó chết hay là như nào đấy thì có nghĩa là chúng ta phải học cách để chăm sóc cây đúng không? Học sự kiên nhẫn, học những kiến thức để chăm sóc cây. Bây giờ thì bạn có thể bật mí cho khán giả biết là có những cái loại cây nào ở trong một phạm vi mà chúng ta nên đưa về để có thể trồng thành bonsai được không? Những cái cây đấy như em nói là cây ở ven đường thực ý sự. Ý nói rằng là về cái loại cây ấy. Loại cây à? Hay là tất cả các loại? Không, tất cả các loại không phải đâu. Thực ra những cây như kiểu cây si này lá nó rất là nhỏ. Chúng ta có thể là làm cho nó giống cái form cổ thụ ấy. Còn ví dụ cái cây to, cái lá nó to quá thì ví dụ trên cái cây nhỏ như thế mà chỉ có 3-4 cái lá thì cũng không đẹp. Những cây nhiều nhánh và nhiều lá thì đúng sẽ rồi. Tốt hơn đúng không? Chúng ta sẽ đến với một video sau đây mà sẽ có cái sự hướng dẫn cụ thể hơn về những cái cây mà quý vị có thể mang về trồng. Top 8 loại cây các bạn có thể nhổ ngoài đường về làm bonsai. Các bạn để ý lá nhé, đây là cây si. Đấy. Thứ hai là cây sung. Thứ ba là cây xanh. Thứ tư thì là cây phượng vĩ. Thứ năm là cây sấu. Thứ sáu là cây mẫu đơn. Thứ bảy là cây hoa giấy. Và thứ tám là cây hoa dâm bụt. Mình thì mình cứ ra ngoài đường mà thấy cây nào mà mọc dại nó có thể làm bonsai được, mình đều nhổ về mình trồng. Đa số đều là những cây rất là dễ sống, chỉ các bạn có thể uốn luôn sau khi vừa mới trồng xong. Với những hướng dẫn rất cụ thể như này, có lẽ là mọi người sẽ bắt tay ngay vào trồng cây ngay sau chương trình này. Bây giờ sẽ là món quà số 3, bạn hãy mở ra được không? Vâng, cũng là một món quà mà Huy ngày hôm nay mang đến, chữ lợi ích. Vâng, bạn có thể giải thích gì về cái chữ này trong một quà số 3? Lợi ích của việc trồng cây thì chắc chắn là có rất là nhiều. Nhưng mà em nghĩ là cái lợi ích về tinh thần nó là lớn nhất. Vì sau khi mà chúng ta chăm một cái cây ấy, thì cái tâm hồn chúng ta sẽ được lắng lại và chúng ta sẽ có những cái suy tưởng tốt hơn. Giống như cái việc mà chúng ta có thể là khiến các bạn trẻ này bỏ bớt các thiết bị điện tử cũng như là mạng xã hội để làm cái việc gì đó như là trồng cây chẳng hạn. Nó cũng rất là tốt và rất là văn minh. Em nghĩ là cái việc này thì nên lan tỏa nó theo cái chiều hướng tốt để các bạn trẻ có thể là học theo. Bản thân bạn thì đã có sự thay đổi gì từ lúc bắt đầu, từ lúc trưa cho đến lúc trồng những cây nhỏ này? Ngày xưa thì em là một người khá là nóng tính và có thể là hơi hậu đậu nữa. Thế nhưng mà từ khi mà em chăm cây thì cái việc đó nó đã cải thiện rất là nhiều rồi. Riêng với việc trồng cây hoa dại thì sao? Cây dại thì sao? Cây dại nó cũng thế thôi ạ. Chỉ là cái việc mà mình đi tìm nó hơi khác với việc là trồng chơi cây thôi. Chỉ khác là cái cách làm thôi. Vâng. Ngày hôm nay chúng ta có không nhiều thời gian lắm để chia sẻ với Huy. Tôi hy vọng rằng là quý vị sẽ có thể gặp gỡ bạn ấy trong những cái chương trình tiếp theo để có thể chia sẻ trong những video của bạn đúng không? Vâng. Còn bây giờ sẽ là một câu nói cuối cùng mà chúng tôi muốn là chia sẻ với quý vị, đó là nuôi cá dưỡng tâm, nuôi chim dưỡng trí và nuôi cây dưỡng thần. Huy có thể chia sẻ một điều gì đó với cái cụm là nuôi cây dưỡng thần được không? Nuôi cây dưỡng thần ý, một cái cây khi mà chúng ta huấn luyện nó, chúng ta sẽ tạo ra mình cái cốt cách và thổi nó vào trong cái cây đấy. Nó có cái hồn của mình, nó có cái cốt cách của mình mà chúng ta có thể hoàn toàn làm cho một cái cây đẹp, cái tâm hồn chúng ta sẽ đẹp hơn. Vâng. Và cái điều đó thực sự là một điều rất là mong để lan tỏa ra lớn. Vâng. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng là ngày hôm nay chỉ một việc rất nhỏ, đó là nuôi cây, những cây hoa dại thôi, sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta phong phú và đẹp hơn với tình yêu thiên nhiên và con người. Còn bây giờ sẽ là một món quà cuối cùng của chương trình dành cho quý vị. Cảm ơn Huy đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị ạ. Xin chào bạn. Cảm ơn món quà nữa nhé quý vị. Các bạn trồng một cái cây bonsai mà cả năm rồi mà nó không có quả, xong đùng cái một ngày đẹp trời bạn ngắm nghía nó, tự nhiên bạn thấy một chùm quả nhỏ xíu hiện lên. Ui dồi, cảm giác nó phê. Cảm xúc đôi khi nó còn đến một thứ rất hói on. Và ví dụ bạn làm cái cây nó bị suy chẳng hạn, nhưng đùng một cái bạn tìm được giải pháp để cứu nó và tự tay bạn làm điều đó thành công. Lúc đó thì bạn sẽ có cái cảm xúc vỡ òa luôn, khi mà bạn nhìn thấy cái mầm non nó nhú ra một xíu. Tất cả những cảm xúc đó bạn chỉ có thể tìm kiếm nó ở bộ môn bonsai này. Một cái bộ môn mà hướng tới con người, có những cái nhìn chân thực nhất, giao cảm xúc nhất về ba chữ chân thiện mỹ. Bonsai thỏa mãn cho chúng ta
tất tần tật tuốt tuôn tuột những cái cảm xúc đấy, không hề phân biệt giàu nghèo hay là sang hèn. Tôi nghĩ đấy mới chính là cái giá trị đích thực mà bonsai để lại.